mới có trận đấu đầu tiên tại môn bóng đá nam kỳ SEA Games năm nay. Và đây là đội hình xuất phát của U22 Malaysia. Coach Maslan và số 22 là Azim Rosli. Còn đây là đội hình xuất phát của đội tuyển U22. Ngoài ra còn có những ngôi sao như là Azam Asmi hay là Iceman cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp của đội tuyển U22 Việt Nam. Đó là cao thủ Malaysia, phát dứt điểm đầu tiên. Suýt chút nữa đã có bàn mở tỷ số. Một pha móc volley rất đẹp mắt của cầu thủ Mao số 10, Yuslan. Và nếu như đây là tình huống mà bóng đi vào lưới thì chắc chắn sẽ là bàn thắng sớm nhất của lịch sử các kỳ SEA Games. Nó diễn ra ở ngay giây thứ 49 và đó là một pha. Đây là cơ hội phản công của U22 Malaysia. Rất đông các cầu thủ áo vàng đã tràn sang phần sân của đối phương và đây là cơ hội không vào, một tình huống sút đổi. Như vậy là tỷ số đã được mở cho U22 Malaysia ngay ở phút thứ 5 thôi. Một tình huống dâng cao phản công rất đáng chú ý của U22 Malaysia. Họ đã tràn lên rất nhanh và hàng phòng ngự của U22 Lào đã không kịp thiết lập lại thế trận phòng ngự khi mà họ đã quá tự tin và chơi dâng cao trong tình huống này. Malaysia là đội bóng luôn thiên về lối chơi tốc độ và sức mạnh. Và đây là một trong những pha bóng thể hiện đầy đủ những phẩm chất mà các đội tuyển ở các cấp độ của tuyển Malaysia. Johnny mất bóng rất nguy hiểm từ giữa sân. Góc sút là cực rộng. Bóng đã đi chạch cột dọc sau tình huống dứt điểm vừa rồi của Maslan. U22 Malaysia đang cho thấy họ có một hàng tiền vệ rất mạnh. Những cầu thủ và SEA Games 31 tại Việt Nam, một quả treo bóng tốt. Dứt điểm ngay. Bóng đá chạm đầu một cầu thủ áo vàng và sẽ có một quả đá phạt góc dành cho U22 Lào. Pha dứt điểm bên ngoài khu vực 16m50 vừa rồi là của Sim Phong Phan. Trong tình huống tổ chức đá phạt trước đó thì chúng ta và cao thủ Malaysia đang phải rất dè chừng. Thêm một quả treo bóng, đánh đầu. Cơ hội dứt điểm, chơi đi, không vào. Rất đáng tiếc cho cao thủ Lào, đó là một tình huống tấn công rất đáng chú ý. U22 Lào có những cầu thủ chất lượng và họ đang sẵn sàng để tạo ra bất ngờ ngày hôm nay trước Malaysia. Đó là cơ hội của Johnny. Johnny đã sút bóng rất nhanh nhưng đáng tiếc là bóng đi trúng vào vị trí của thủ thành bên phía Malaysia. Asman vừa rồi. Bóng vẫn trong sân. Rất nguy hiểm, như vậy là tỷ số đã được cân bằng 1-1 và đó là một pha đốt lưới nghèo của hậu vệ bên phía Malaysia. Những sức ép mà các cầu thủ Lào cuối cùng cũng đã tạo ra thành quả. Bất ngờ đầu tiên của trận đấu này đã đến. Chúng tôi đã nói về việc cao thủ Lào hoàn toàn có khả năng tạo ra bất ngờ trước Malaysia. Và sau những sức ép đáng kể thì cuối cùng họ đã khiến cho hàng thủ của Malaysia phải mắc sai lầm. Một tình huống tạt bóng rất khó chịu từ bên phía cánh phải. Fazili đã mắc sai lầm trong tình huống này. Với điểm rơi về phía sau lưng hệ thống phòng ngự của Lào. Rusli rất dũng mãnh, cơ như vậy là tiếp tục có bàn thắng phản lưới nhà. Rất bất ngờ. 27 phút trôi qua chỉ có một bàn thắng được ghi. Hai bàn thắng còn lại được ghi bởi những cầu thủ đã đá phản lưới nhà. Vừa rồi là một tình huống đi bóng và dứt điểm rất đáng chú ý của Maslan. Maslan cho thấy anh là một cái tên rất đáng chú ý của Malaysia. Một pha đi bóng và tạt bóng rất khó chịu.
dứt điểm ngay, không vào. Một tình huống bắt vô lê trượt là của Afizun, hoàn toàn trống trải và trong một tư thế không bị ai kèm, nhưng Afizun lại không thể tạo ra một điểm cắt. Phải hết sức đề phòng với những tình huống tạt cánh, đặc biệt là bên phía cánh trái của Malaysia. Đây là cơ hội của cao thủ nào? Angus đối mặt vào. Angus đã có một pha xử lý rất bình tĩnh và tự tin. Nhưng hãy xem là Angus đã rơi vào thế việt vị hay chưa. Ở góc quay này thì đó là một tình huống tương đối có thể khẳng định là Angus đã rơi vào thế việt vị. Nguy hiểm. Cú đánh đầu ở cự ly là khoảng hơn 11 mét, nhưng dù vậy Malaysia vẫn tạo ra được một pha tấn công chất lượng với một tình huống tấn công biên và treo bóng vào trong. Cú đánh đầu đập đất phải nói là cực kỳ khó chịu. Vị trí trên hàng tấn công khá nguy hiểm, không vào. Vừa rồi như vậy là Rosli sẽ phải rời sân. Quá nguy hiểm, bàn thắng đã đến với cao thủ Malaysia. Rất bất ngờ. Cầu thủ dứt điểm cuối cùng có lẽ là số 17 mới được tung vào sân, Siahia Bassa. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một pha sút căng chìm và rất hiểm. Hàng phòng ngự của U22 Lào vừa mới có một thoáng mất tập trung và ngay lập tức họ đã phải trả giá. Khá đông những cầu thủ áo vàng có mặt trong vòng 16m50. Không hề có tình huống việt vị. Tiani vẫn đang là Tiani. Bóng đá trúng cột dọc trong tình huống vừa rồi. Có hai giải pháp cho số 15. Một tình huống dứt điểm có thể góc gần hoặc là một tình huống lốp bóng qua đầu, khi đó làm tình huống tương đối thuận lợi. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Cơ hội rất thuận lợi nhưng Fergus Tiani đã bỏ lỡ. Khá nguy hiểm. Cực kỳ kỹ thuật và bóng vừa rồi trúng điểm nối cầu môn. Bên phía U22 Lào chưa có bàn thắng thứ tư dành cho Malaysia và cũng chưa có bàn thắng thứ năm của trận đấu này. Một pha đệm bóng bằng lòng cực kỳ tinh tế của số 15 Fergus Tiani. Những gì đã thể hiện trên sân, thực sự đây sẽ là một nhân tố đáng gờm của Malaysia. Dứt điểm thì rất xa. Bóng vừa rồi có dọc cơi. 4-0, 4-1 rồi. Cuối cùng thì Akman cũng đã có cho riêng mình một bàn thắng. Và đó là một pha bóng mà những nhân tố mới được tung vào sân tiếp tục để lại dấu ấn. Trước đó là pha sút dội xa ngang của Siahia. Akman áp sát rất nhanh để xử lý bóng ở nhịp 2 này. Cũng được đưa vào sân trong hiệp 2, thế nhưng Fergus Tiani lại không có được cái duyên giống như Akman. Akman trong cơ hội gần như là đầu tiên của mình thì anh đã ngay lập tức có được bàn thắng. Những bà gút, những bia xìa hay là số 19 Akman tiếp tục có thêm bàn thắng nữa. Bây giờ thì chúng ta cùng chúc mừng cho Tiani, cầu thủ gốc Scotland của Malaysia. Sau 3 lần bỏ lỡ cơ hội 10-10 thì cuối cùng số 15 cũng đã để lại dấu ấn. Đây là thời điểm mà các cầu thủ U22 Lào đã hoàn toàn xuống sức, lực bất tòng tâm, và Malaysia với những nhân tố mới, với những nhân tố chất lượng đã thực sự gần như làm chủ cuộc chơi. Vừa rồi chúng ta đã thấy được sự nguy hiểm từ những tình huống đá phạt góc của cao thủ Malaysia. Và có lẽ 5-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Và lúc này trọng tài chính người Philippines, ông Clifford, cũng đã thổi còi khép lại 90 phút trong cuộc đối đầu trên sân vận động Hoàng Tử tại thủ đô Phnom Penh. U22 Malaysia trong trận đấu ra quân của mình tại SEA Games năm nay môn bóng đá nam đã có chiến thắng giòn giã trước U22 Lào.
Một trận đấu có thể nói là khá hay khi mang đến cho chúng ta nhiều tình huống và nhiều bàn thắng đáng chú ý. U22 Lào mặc dù để thua nhưng họ cũng đã thể hiện được những cá tính và cách chơi riêng của mình.